Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Kim Minh nha. Dư Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ mà. Video này thì Khải mua một cái bộ tay anh em ơi. Nói chung tầm này thì bộ tay kháng lôi cao. Xin lỗi lực mà tìm server tìm không có anh em ơi. Tầm này thôi cứ trước mắt xếp ra cái đồ tầm 2-3 kim đổ lại rồi lên đảo anh em. Lên đảo rồi đánh một thời gian 2-3 tháng sau mà có đồ này VIP thì mình sẽ thay thêm. Chứ tầm này thì anh em đồ mà sắm được kháng lôi rồi còn vừa sinh lực động lực công nhận khó quá. Rất khó luôn. Và ok, ở video này thì Khải sắm cái bàn tay kháng lôi 25, sinh lực 76. Hiện tại bây giờ nếu mà tính ra thì Khải chỉ đang thiếu một cái đai lưng làm chậm 40 thôi. Đai lưng làm chậm 40, dùng 1, dùng 2 gì cũng được. Tại vì Khải mua tay rồi, nói chung là cho anh em xem đồ. Đây. Tính ra thì Khải mới sắm ít đồ chứ cũng khá là ok rồi. Cho anh em xem. Trước định mua kháng cao cao tí mà không ăn thua nè. Tầm này khoai quá. Đây, vào tay đây nè. 2.5. Chung là muốn có sinh lực một lượng mà tầm này kiểu không có nè. Chỉ như thế này thôi. Thôi cái gì xài tạm nha anh em. Tại vì mua 2.5 thôi. Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ những video sắm đồ cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Đó. Lôi, hồi nãy Khải bán đôi giày rồi. Anh bán đôi giày chó, Khải bán đôi giày rồi. Vô kiếm ra lôi 40. Đẹp đẹp nữa là xài. Đỡ, đỡ tốn tiền lên đảo nè. Tí nữa vào tay này Khải sẽ bỏ ra. Khải chỉ mang đai 40 và một cái nhẫn 30. Thì tính ra làm chậm 30 thì làm chậm 30 thôi. Sau này ví dụ như sắm được nhẫn 40 thì tính ra mình được 80 chậm. Được 80 chậm và được 40 chón từ đôi giày đó. Đấy thôi. Bỏ đi mất kháng lôi. Nhóm bàn kháng lôi vô được bao nhiêu. Trung ngập bội cũng chưa có nè. Bội cũng cùi nè. Nhắn này cũng cùi nè. Lôi 19 chậm không có gì luôn. Nó mang này 25 vào được kháng lôi 54 thiếu khoảng 16 nữa thì sắm hắn này cho 20 kháng lôi sẽ được 75. Và tổng kim cánh thì có thể lên 75.2, 75.3. Cánh chính cổ là kháng lôi được 75.3 ấy. Nói chung là chủ yếu là tổng kim thôi. Còn ngồi tầm 75 thôi. Ngồi Khải nghĩ khám lôi cố gắng tầm 15 là được. Khó mà được cầm 1. Tại vì tầm này bằng đồ khó quá. Rồi ok. Anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Bye bye anh em.